Chào mọi người, hôm nay mọi người khỏe không nè? Hôm nay Tâm sẽ hướng dẫn cho mọi người thêm một cái mẫu móng Noel nữa nha mọi người. Thì giống như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là Tâm vừa mới làm xong cái bộ móng cho cô khách này. Tâm refill móng cho cổ rồi Tâm vẽ hai cái bông tuyết và gắn mấy cái hột sòn nhỏ nhỏ lên trên những cái ngón tay của cổ đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi là Tâm sẽ làm cái bộ móng của cổ như thế nào nha. Thì hai cái ngón giữa là cổ sơn kim tuyến, hai ngón nhẫn là cổ vẽ hai cái bông tuyết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi nè. Đây là cái bộ móng của cổ hồi 3 tuần lễ trước nha mọi người. Thì khi cổ quay lại là móng tay của cổ còn y nguyên nha. Lý do mà Tâm quay luôn cái phần mà Tâm review rồi Tâm sẽ làm như thế nào á, là tại vì có những bạn giống như là hỏi Tâm là ô Thanh Tâm ơi, Thanh Tâm sơn như vậy, sơn gel mà không có base, bộ khi khách người ta quay lại không mất nước sơn hay sao? Cho nên là Tâm muốn làm cái video mà từ bắt đầu khi Tâm review cho cô khách là nó như thế nào nè. Thì mọi người nhìn thấy không, Tâm đang giũa cái móng tay của cổ xuống, thì cái màu cũ của cổ là hồi 3 tuần trước nha mọi người. Thì cô này là đúng 3 tuần là cổ tới một lần, mà mỗi lần cổ tới là móng của cổ không bao giờ bị bung mất một miếng nước sơn nào nha mọi người nha. Và đặc biệt nữa là hôm nay cổ cần phải đi gấp đó mọi người. Không hiểu tại sao mà lễ người nào cũng cần đi gấp hết trơn á, cho nên là Tâm muốn quay cái video này để hướng dẫn cho anh chị và mọi người làm cách nào để mà mình gỡ móng của khách ra, rồi mình refill, rồi mình sơn, mình vẽ design luôn trong vòng tích tắc mà khoảng 20 phút nha. Thì bây giờ Tâm đang chạy máy để mà gỡ cái màu gel của cổ xuống nè. Thì giống như mọi người biết đó, là Tâm đang xài cái đầu giũa mà của hiệu Cuba nha mọi người. Thì cái đầu Quartz đó mọi người, thì cái đầu giũa mà hiệu Quartz đó, thì khi mà mình chạy nước sơn người ta nó sẽ bung ra dễ mà lẹ cho mình, thì nó sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian cho mình ha mọi người ha. Nè mọi người nhìn thấy không, cái bàn tay của cổ là nước sơn còn y nguyên nha, không mất một miếng nào nè, thấy chưa? Thì Tâm đang gỡ nước sơn của cổ xuống. Thì vừa rồi là cổ không có vẽ design nha mọi người, vừa rồi chỉ sơn gel rồi giống như là mình bỏ chút xíu kim tuyến ombre lên trên cái đầu móng của cổ thôi. Nhưng mà bây giờ là mùa Noel nè, cho nên là cổ quay lại thì cổ muốn Tâm refill cho cổ rồi sơn cái màu đỏ gel lên và vẽ hai ngón nhẫn là hai cái hình bông tuyết rất là đơn giản nha. Thì cổ lựa hai cái bông tuyết này cho Tâm đó, nó rất là đơn giản và nó rất là dễ vẽ, cho nên là Tâm muốn hướng dẫn cho anh chị và mọi người làm cách nào mà giống như là những người khách mà họ giống như là họ cần đi gấp rồi họ muốn vẽ, mà nếu anh chị và mọi người mà không biết vẽ những cái mẫu móng nào đó thì mình có thể theo dõi video của Tâm để mà mình vẽ những cái mẫu móng nhanh gọn lẹ đơn giản. Và đặc biệt là cho những cái mùa lễ này nè, mà những người khách họ giống như là lúc nào cũng cần gấp gáp đó, thì mình biết cách làm sao mà để cho khách ra khỏi tiệm của mình móng người ta phải đẹp mà người ta vui vẻ nữa nha mọi người nha. Rồi bây giờ Tâm sẽ cắt bỏ cái phần móng mình hơi hở ra bên hông tí xíu nè. Thì móng cô này á, là nó không có hở nhiều mấy nha mọi người, tại vì giống như là đúng 3 tuần là cổ tới một lần đó, cho nên là móng tay của cổ thì không có mọc ra nhiều mà cũng không có hở mấy. Bởi vậy cho nên là mình sẽ không có cần phải cắt bỏ nhiều lắm. Thì những người mà móng tay người ta không có hở nhiều như vậy đó, thì nó cũng tiết kiệm được nhiều thời gian cho mình. Rồi mọi người thấy không, Tâm chỉ check lại thôi chứ thiệt ra cũng không có nhiều cái bột hở để mà mình cắt bỏ. Rồi bây giờ Tâm chuẩn bị chạy nhám nha. Thì giống như mọi người đã từng xem video của Tâm là cũng biết rồi đó, cái phần chạy nhám thì lúc nào Tâm cũng chạy rất là lẹ. Tại vì giống như mình bắt từ trên đầu mình chạy xuống dưới đó, thì như vậy cái móng người ta nó sẽ dính chặt và bền hơn nha mọi người nha. Nè thấy chưa? Như vậy là nó đã xong rồi đó, thấy chưa? Mình bắt từ bên khóe bên trái hoặc bên phải tùy theo mỗi người, giống như là dùng tay phải hoặc tay trái thôi. Thì giống như Tâm nói đó, cái phần ở dưới nó đã còn bột rồi, thì khi mình chạy mình chỉ chạy sơ tí xíu để cho cái bột nó hơi nhám nhám, để một lát mình bỏ cái bột mới lên đó mọi người, thì nó sẽ dính, nó không có bị bung ra nha. Được có cái là cô khách này đúng 3 tuần là cổ tới một lần đó mọi người, cổ không có đi quá hơn 3 tuần. Bởi vì nên cũng đỡ cho mình, tại vì những người mà móng tay người ta mà last longer như vậy đó, người ta dính bền như vậy đó, mà người ta không có đi lâu quá thì cũng đỡ cho mình, chứ nếu như mà người ta đi lâu quá như vậy thì mình cũng mất cái income của mình ha. Thì thường thường ở đây khách của Tâm á, là Tâm khuyên người ta là đúng 2 tuần là tới một lần.
Rồi bây giờ Tâm bỏ cái bon đầy lên nè. Thì cũng giống như những video trước đó, là Tâm thường hay nhắc mọi người khi mình bỏ cái bon đầy, mình chỉ bỏ ngay chỗ cái chỗ mà cái móng người ta mọc ra thôi nha. Đừng có bỏ loang xuống ở dưới cái móng giả, tại vì nó sẽ bị dàn móng nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đắp bột nè. Thì Tâm sẽ nhắm là vừa đủ ngay cái móng tay của cổ thôi nha. Tại móng cổ mọc ra có tí xíu xíu thôi đó. Thì mình lấy một chút xíu bột rồi mình để lên, rồi mình kéo xuống nè. Thì nếu như những anh chị nào mà đắp bột còn hơi lâu á, thì chịu khó xem video của Tâm nhiều hơn tí xíu nữa nha. Là tại vì cái cách đắp bột này nhìn thấy nó Tâm làm nó dễ như vậy đó, nhưng mà nếu anh chị nào mà mới ra nghề thì cũng khó lấy bột lắm. Tại vì tùy theo cái chỗ mình ở nó là trời lạnh hay trời nóng đó. Tại vì nếu như mà trời nóng á thì bột nó sẽ bị khô, mà nếu như nó lạnh thì nó chảy. Bởi vậy nên anh chị phải cẩn thận về cái vấn đề khi mà mình lấy bột. Tâm sẽ nhắm nè, vừa đủ ngay chỗ cái khóe mà nó mọc ra đó. Rồi mình để sát lên cuticle, mình kéo xuống liền. Thì nếu như mà mình đã quen tay đắp bột rồi ấy, thì mọi người ơi, nó rất là dễ. Và đặc biệt lưu ý một điều giùm Tâm là đừng có để cho cái bột nó lan qua cái dòng cuticle nha mọi người. Tại vì nếu như mà nó lan ra như vậy ấy, thì mình sẽ rất là khó dũa. Nè, nhìn lại nè, thấy không, mình để thấp tí xíu rồi mình đẩy lên thôi. Rồi khi mà mình đẩy lên mình phải kéo xuống liền nha. Đó, thấy chưa? Thì cũng có nhiều anh chị nhắn tin cho Tâm nói là: "Ồ Thanh Tâm ơi, em đắp bột sao mà lẹ quá, có thể chỉ chị cái cách mà làm sao để đắp cho lẹ được không?" Thì nếu anh chị nào mà chưa có quen đắp bột á, thì chịu khó xem video của Tâm nhiều hơn nha. Xem những video nào mà Tâm hướng dẫn về cái cách mà đắp bột đó, thì mình chịu khó nhìn kỹ cái cách Tâm làm, rồi mình phải chịu khó tập trên móng tay nữa nha mọi người. Tại vì nếu mình không tập á, mình sẽ không bao giờ mà mình nhuần nhuyễn được. Rồi mọi người thấy không, trong vòng tích tắc cái tí xíu xíu thôi nè, là cái phần đắp bột của mình nó đã xong nè, thấy chưa? Bây giờ Tâm sẽ dũa nha. Thì mọi người lưu ý nhìn giùm Tâm là khi mà người ta không có cắt cái móng người ta ngắn xuống đó mọi người, thì cái phần dũa nó rất là dễ và rất là đơn giản. Mình cứ diệt theo cái dũa xếp cũ đó, rồi mình dũa thẳng xuống thôi. Thì cũng có nhiều anh chị nói là: "Ồ Thanh Tâm ơi, sao mà khi mình dũa cái shape nó không có ra đều?" Thì anh chị và mọi người lưu ý giùm Tâm là khi mình dũa hai cái bên hông, mình phải dũa cho dứt khoát. Mình đừng có giống như là sợ nó méo á, mình cứ đi thẳng một đường bên trái, một đường bên phải, rồi như vậy là xong. Nè, thấy không? Đó. Thì cái móng mà coffin shape á, nó có rất là nhiều móng nha mọi người. Có người họ để cái móng tay họ rất là dài, nhưng mà theo cô khách này thì móng của cổ nó không có dài mấy nha, nó chỉ giống như là hơi ngắn ngắn thôi. Thì cũng có nhiều anh chị sợ lắm, tại vì nếu như mà người ta để móng ngắn quá mà người ta đòi dũa coffin shape á, thì mình cũng hơi khó dũa. Cho nên là cứ nhìn cái cách mà Tâm đang dũa này nè mọi người, thì mọi người cứ làm y chang như Tâm hướng dẫn như vậy, thì mọi người sẽ thấy cái sự khác biệt nha. Và đặc biệt nữa là khi mà khách họ quay lại đó, nước sơn người ta không bao giờ bị mất, mà cái màu gel người ta cũng sẽ không bao giờ bị bung ra nha mọi người. Thì anh chị và mọi người thông cảm nha, tại vì cô khách này cổ cần đi gấp đó, cho nên là Tâm sẽ làm hơi lẹ tí xíu. Thì nếu như mà ai nhìn không có rõ thì thông cảm giùm Tâm nha. Nè, bên này mình cũng dũa y chang giống vậy. Thì giống như hồi nãy Tâm nói đó, khi mà người ta không có cần phải cắt móng đó, thì mình dũa rất là dễ. Tại vì cái shape nó còn cũ đó mọi người, mình cứ diệt theo cái hai bên hông cái shape, rồi mình dũa trên cái đầu móng tí xíu bằng ngang và như vậy là xong. Rồi, thấy chưa? Nè, thì tích tắc tí xíu thôi là mình đã gỡ móng của người ta xuống nè, mình đã đắp bột lên. Rồi bây giờ là Tâm đang dũa chuẩn bị xong rồi nè. Thì nếu anh chị nào chưa có quen tay thì giúp giùm Tâm nha. Chịu khó giống như là xem video của Tâm nhiều hơn và nhìn theo cái cách Tâm làm đó, để mà mình tập đi mọi người. Nếu như mà mình chưa có quen á, thì mình tập trên móng giả, hoặc là mình tập trên móng tay của mình, hoặc mình tập trên móng tay của những anh chị nào mà làm chung với mình đó, thì nó cũng sẽ dễ nha mọi người nha. Rồi bây giờ cái ngón tay cái nè, khi mình dũa cái ngón này nữa là nó xong cái phần dũa của mình nha. Thì khi mà anh chị dũa thì anh chị dũa phải cho dứt khoát, đừng có giống như là sợ. Đừng có nhiều người họ sợ rồi cái họ cứ chỉnh đi chỉnh lại, tại vì nếu mình càng chỉnh như vậy đôi khi cái móng nó càng méo nha. Rồi bây giờ Tâm sẽ chuẩn bị chạy mịn lại nè. Thì mọi người biết là Tâm xài có mỗi một cái hiệu đầu dũa này thôi nha, hiệu Kiêu Bà đó nha mọi người. Nè, thì khi mà mình đã đắp bột nó đều lên rồi đó, thì mình cứ việc chạy vòng cung tròn qua cái cuticle.
rồi mình chạy từ ở trên mình chạy xuống để mình make sure là cái bột nó không có bị gù ghề đó mọi người. Thì mọi người nhìn nghiêng á, mọi người có thấy cái móng nè, thấy không? Khi mà mình nhìn nghiêng như vậy mà mình không thấy cái móng của mình nó gồ ghề lên, nó giống như là gu một cục lên á, thì như vậy là cái phần đắp bột của mình nó đã thành công nha mọi người. Và cộng thêm nữa, nếu như mà mình đã đắp bột nó nhìn đều rồi đó, thì khi mình dũa nó cũng đỡ cái phần của mình dũa rất là nhiều. Tại vì có những anh chị giống như là cũng mới ra trường cũng khổ lắm, tại vì cái dũa nó quan trọng lắm, nhưng mà lỡ như mà mình đắp bột nó hơi dày tí xíu hoặc là nó không đều á, một lát mình dũa lại cũng mệt dữ lắm nha mọi người. Nè thấy chưa, tâm chạy từ trên chạy xuống rồi mình make sure cái đầu móng nó phải mỏng tròn đều. Và sau đó nữa là thấy chưa, xong rồi mình sẽ chuyển qua cái ngón kia. Thì nếu như mà anh chị nào mà chưa có chạy máy quen tay giống Tâm á, thì Tâm khuyên là đừng có nên mà chạy sát cái dòng cuticle giống Tâm nha. Mình nên chạy từ ở dưới mình chạy lên chút xíu, gần gần cái cuticle, thì như vậy nó sẽ an toàn hơn là chạy thẳng lên giống Tâm như vậy. Tại vì cũng có nhiều anh chị nhắn tin cho Tâm nó, ồ Thanh Tâm ơi em chạy sát cái cuticle quá, bộ em không sợ người ta chảy máu sao? Thì Tâm đã quen tay rồi nên Tâm chạy giống như vậy nha. Anh chị thấy không, đâu có cái video nào mà anh chị xem Tâm làm mà người ta bị chảy máu đúng không? Thì tại vì giống như Tâm hay nói đó, Tâm sợ máu lắm. Nếu như mà khách bị chảy máu hả là Tâm sẽ xỉu trước khi người ta xỉu đó. Cho nên là Tâm rất là hạn chế cái phần mà lấy máu của khách nha mọi người. Nè thấy chưa, thì trong vòng tích tắc chỉ có hơn 10 phút tí xíu thôi là mình chuẩn bị chạy xong cái bộ móng của cô khách này rồi nè. Thì giống như là mọi người biết cái nghề nail này của mình á, nếu như mà khách họ quay lại mà cái lần rồi á mình làm á mà nó dính chặt bền, thì khi mà người ta quay lại để mình refill á mọi người thì nó rất là dễ. Đặc biệt nữa là những người khách mà khách ruột của mình nữa, là mình đã biết người ta muốn cái gì nè, rồi cộng thêm nữa là móng người ta không cắt ngắn xuống thì nó tiết kiệm được cái phần thời gian cắt ngắn của mình, rồi nó không có cần phải dũa nhiều. Và cộng thêm nữa, nếu như mà mình đã làm cái móng người ta dính chặt và bền rồi đó, thì mình không có cần phải lo về cái phần mà móng nó hở nhiều quá rồi mình phải sửa nhiều quá, thì như vậy nó sẽ mất thời gian của mình. Còn có những anh chị nếu như mà mới ra trường á, đa phần thì họ đắp bột chưa có quen tay đó, cho nên cái phần mà dũa nó rất là cực. Tại vì nếu mà mình đã đắp bột quen tay rồi đó mọi người, thì cái phần dũa nó rất là dễ nè. Mọi người thấy không, như vậy là chuẩn bị xong cái phần dũa mịn của mình rồi nè, trong vòng tích tắc cái tí xíu thôi, mọi người thấy không? Rồi như vậy là xong. Bây giờ Tâm sẽ chuẩn bị buffer cho cổ nè. Thì video nào Tâm cũng nói đó, mình nếu như mà mình sơn gel á, thì mình chỉ bóp sơ sơ thôi nha, đừng có bóp mịn lắm. Tại vì có những anh chị giống như thói quen á, mỗi lần mà mình bóp á, là phải bóp cho mịn. Thì nếu như mà mình bóp móng cho mịn á, thì mình phải làm trên cái móng mà giống như mình sơn móng thường á mọi người, thì ok mình bóp mịn được. Nhưng mà lưu ý giùm Tâm là khi mình làm móng gel á, thì giúp Tâm đừng có bao giờ mà bóp nó mịn quá nha. Tại vì nếu như mà nó mịn quá như vậy nó rất là nguy hiểm nha mọi người. Nó sẽ bị giống như là khi mình sơn gel lên nó sẽ bị bung tróc và nó không có dính bền. Rồi bây giờ Tâm chuẩn bị sơn nè, mọi người nhìn kỹ giúp Tâm nha. Thì bây giờ Tâm sơn cái màu đỏ của gel nè, Tâm sẽ cố gắng sơn chậm chậm lại cho mọi người cùng xem. Nè thấy chưa, tất cả những móng tay của cổ là Tâm sẽ sơn màu đỏ hết. Thì một lát nữa là Tâm sẽ dùng một cái chai màu đỏ sơn gel để Tâm sơn lên trên cái ngón giữa của cổ nha mọi người. Thì cô khách này là cổ lựa hai màu. Cái màu đỏ này là của D&D, số là 067 nha mọi người. Nếu mà anh chị nào có thích cái màu này á, mà thắc mắc là không biết màu này là số mấy, thì nó là số 067 nha mọi người. Rất là dễ sơn và rất là đẹp. Cái màu này nó rất là thích hợp cho những người mà người ta muốn giống như là đi party cho Giáng sinh Noel party đó mọi người, thì người ta sử dụng cái màu đỏ này nhiều lắm. Nè mọi người thấy không, có nghĩa là trong vòng tích tắc chưa đầy 15 phút là mình đã chuẩn bị làm xong cái bộ móng của người ta rồi nè, thấy chưa? Rồi bây giờ Tâm cho cổ hôm ấy nè, rồi chuyển qua tay này Tâm cũng sơn y chang giống vậy nha, mọi người nhìn kỹ giùm Tâm nè. Đặt cái cọ lên kéo xuống, thì trước khi mình kéo xuống mình phải chuẩn bị làm sao mà đẩy lên trên cái dòng cuticle cho nó tròn nha mọi người. Cũng có anh chị nhắn tin cho Tâm hỏi là ồ trời ơi Thanh Tâm ơi, sao mà em sơn lẹ dữ quá vậy, em sơn gel mà lẹ quá như vậy thì người ta có bị bung móng ra không? Thì Tâm cũng xin thưa với mọi người là khi mà khách Tâm quay lại á mọi người, móng không bao giờ bị bung nha mọi người, và đặc biệt nước sơn không bao giờ bị mất, lúc nào cũng còn y nguyên 10 móng như vậy hết trơn á.
Rồi, thì lý do mà tại sao mà móng tay của khách tâm lúc nào người ta cũng dính chặt như vậy là tại vì khi tâm sân treo á mọi người, lúc nào tâm cũng phải khóa cái đầu móng rất là kỹ. Nè, thấy chưa? Làm gì làm thì mình cũng đừng có quên cái phần mà khóa đầu móng nha. Rồi tay nước thứ nhì thì nó rất là dễ rồi, tại vì cái móng người ta đã có cái khuôn sẵn rồi đó mọi người. Mình cứ diệt giống như là kéo theo cái phần móng mà mình đã sơn rồi hồi nãy xuống đó. Thì vậy là xong. Thì nếu anh chị nào mà đã sơn treo rồi thì cũng hiểu ha, cái phần sơn treo nó chỉ khó về cái nước đầu tiên khi mình sơn thôi, còn cái nước thứ nhì thì nó rất là dễ. Thì khi cái màu này thì Tâm sẽ sơn hai lớp thôi nha. Thì về cái phần mà sơn treo á mọi người, có những cái màu mình phải sơn 3 4 lớp nó mới ra được cái màu, nhưng mà cũng có những cái màu mình chỉ cần sơn một lớp thôi là đủ rồi. Nhưng mà cái màu này thì Tâm sẽ sơn hai lớp, tại vì nếu như mà mình sơn một lớp cho cái màu này thì cái màu đỏ nó không có đủ đỏ máy nha. Rồi như vậy là đã xong nè. Tâm sẽ cho cổ hơ máy rồi mình sẽ chuẩn bị chuyển qua cái tay bên kia nha. Rồi bây giờ Tâm sẽ chuẩn bị một cái cây chấm bi nhỏ xíu và một cái cây cọ màu trắng và một cái chai sơn gel màu trắng để mà mình vẽ nè. Thì mọi người nhìn kỹ giùm Tâm nha. Mình chuẩn bị vẽ cái bông tuyết đó mọi người, nó rất là dễ và rất là đơn giản. Bây giờ Tâm sẽ kéo một đường xuống nè. Thấy chưa? Rồi sau đó mình sẽ kéo ngang giống như cái dấu cộng vậy đó mọi người. Đó, kéo qua. Rồi mình sẽ kéo hai cái đường nhỏ xíu nữa bên hông. Đó, thấy chưa? Rồi sau đó mình sẽ cho cái cánh của nó nè. Sorry mọi người nha, có thể là trong cái video nó hơi khó thấy thì mọi người giúp Tâm nhìn kỹ giùm nha. Mình sẽ vẽ ở trên và ở dưới mỗi cái như vậy là bốn cái cánh. Rồi hai bên hông cũng vậy nha mọi người. Hai cánh nè, hai bên hông là hai cánh nữa nè. Thì nếu anh chị nào chưa có quen thì giúp Tâm tập giùm nha, tại vì cái sơn gel này nó rất là khó vẽ nếu như mà anh chị nào chưa có quen tay đó. Thì cái màu trắng này là màu gel nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị có một cái cây chấm bi nhỏ xíu, rồi mình sẽ dùng cái màu gel trắng mình chấm xung quanh nè. Đó. Thì mọi người nhìn thấy Tâm đang làm không? Thì những cái cánh nào mà mình không vẽ đó thì mình sẽ chấm vòng tròn hết. Thì cái mẫu này là cái mẫu của khách của lựa giống như vậy đó nha mọi người, cho nên là Tâm phải làm theo cái ý của chọn. Chứ thiệt ra thì cái bông tuyết đó mọi người, nó có rất là nhiều kiểu để vẽ nha. Thì nếu như mà người khách người họ chọn cái kiểu nào thì mình phải làm theo cái kiểu đó. Rồi mình sẽ chấm xung quanh tí xíu nữa nè, thấy chưa? Thì cái mẫu này nó rất là đơn giản lắm mọi người ơi. Nếu như mà mọi người nhìn thấy không rõ thì chịu khó nhìn kỹ giùm Tâm nha. Bây giờ Tâm sẽ chuẩn bị vẽ ngón thứ nhì nè. Thì đầu tiên mình sẽ kéo xuống một đường nè, thấy không? Kéo ngang một đường nữa như cái dấu cộng vậy đó mọi người. Rồi mình sẽ kéo qua hai đường. Thì tổng cộng nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cánh. Thì hai cái cánh ở trên cho dưới là nó phải dài. Rồi bốn cái cánh bên hông thì nó hơi ngắn tí xíu nha mọi người. Tại vì bông tuyết thì nó có rất là nhiều kiểu để làm đó. Nhưng mà tùy theo sở thích của anh chị, theo nếu như mà mọi người muốn làm cái cánh nó hơi dài thì mình cũng có thể kéo nó hơi dài xuống tí xíu. Hoặc là cái móng người ta nó hơi ngắn á, thì mình làm ngắn lại tí xíu thôi. Rồi đơn giản vậy đó, rồi mình chuẩn bị chấm nè. Thì cái chấm bi này mình sẽ chấm vòng vòng hết những cái cánh của cái bông tuyết của mình nha. Thì cái bông tuyết nó có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 8 cánh. Thì mình sẽ chấm 8 cái chấm bi vòng vòng. Rồi sau đó mình sẽ chấm những cái chấm bi giống như là nó hơi rơi 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 xuống vậy đó mọi người. Giống như là tuyết mà nó đang rơi trên cái móng nhỏ nhỏ vậy đó. Thì cái móng này là cô khách của chọn như vậy, cho nên mình phải làm theo cái ý của cổ nha mọi người nha. Rồi mọi người thấy không nè, rất là lẹ luôn. Và như vậy là xong, Tâm sẽ cho cô hơ máy nè. Rồi chuyển qua tay này thì Tâm sẽ chấm cái hộp xoàn ngay chính giữa trong cái bông tuyết của mình nha. Thì mình sẽ lựa một cái hộp xoàn nhỏ nhất đó mọi người. Thì tùy theo cái tay của cô khách người ta là móng dài hay móng ngắn nha, hoặc móng to hay móng nhỏ. Nếu như mà móng người ta hơi lớn thì mình dùng cái hộp xoàn hơi lớn tí xíu. Nhưng mà cái móng cô này thì nó cũng vừa dặn nên Tâm sẽ dùng cái hộp xoàn nhỏ nhất nha. Rồi những ngón kia là Tâm sẽ chấm một cái hộp xoàn lên trên nè. Đó. Rồi còn cái ngón giữa đó mọi người, là một lát mình sẽ sơn một lớp kim tuyến lên trển cho cổ nha. Rồi, thì trước khi mà mình chấm cái hộp xoàn lên thì mọi người chấm một miếng treo lên trước nha. Tại vì cái treo nó sẽ giữ cho cái hộp xoàn của mình nó dính rất là chặt. Rồi bên này mình sẽ chấm một xíu treo lên trước nè.
bỏ cái hộp xoàn lên, thì sau khi mình bỏ lên á là mình cho tay người ta vô máy để hơ liền nha, để cho cái gel nó khô đó mọi người. Rồi bây giờ Tâm sẽ bỏ một lớp kim tuyến lên nữa nè, đơn giản thôi, mỏng nhẹ một lớp tí xíu kim tuyến thôi, rồi cho cổ hơ, chứ nếu không là cái gel của hộp xoàn nó sẽ bị bung ra. Rồi bên này Tâm cũng sẽ bỏ một lớp kim tuyến mỏng nữa nè. Thì có thể là trong video cái ánh đèn này mọi người thấy cái lớp kim tuyến nó không có rõ đúng không? Nhưng mà thiệt ra ở ngoài thì nó nhìn lấp lánh lắm nha mọi người. Rồi bây giờ Tâm sẽ chuẩn bị bỏ nước bóng cho cổ nè. Thì nếu anh chị nào mà chưa có đăng ký kênh của Tâm á, thì chịu khó giúp Tâm đăng ký dùm kênh của Tâm nha. Kênh của Tâm là Nails Thanh Tâm Cuộc Sống Ở Mỹ. Nếu anh chị đăng ký kênh của Tâm thì anh chị sẽ theo dõi được nhiều video mới của Tâm hơn. Tâm sẽ làm thêm thật là nhiều mẫu móng tay để chia sẻ tới anh chị và mọi người, để mà chúng ta cùng chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm với nhau nha. Thì Tâm thì Tâm chuyên về chia sẻ những cái mẫu móng mà đơn giản, nhanh, gọn, lẹ để cho mình làm và mình kiếm tiền trong những cái mùa lễ như gì nè. Thì đặc biệt là những người khách nào mà họ gấp gáp giống như cô này nè mọi người, thì người ta cũng có thể có được một cái bộ móng đẹp, dễ thương, nhanh gọn lẹ, và người ta ra khỏi tiệm mình người ta cũng vui vẻ để mà lần sau người ta còn quay lại tiệm của mình nữa anh chị ha. Rồi sau khi mà đã hơ máy xong thì Tâm sẽ chùi lại alcohol nha mọi người. Thì cũng có nhiều anh chị hỏi Tâm là ô alcohol tại sao phải chùi alcohol. Thì cái lý do mà Tâm chùi alcohol là tại vì khi mà khách người ta quay lại đó mọi người, thì cái alcohol nó giúp cho cái móng treo người ta nó dính chặt và bền hơn, cộng thêm nữa là nó không có bị mà hơi rít rít cái móng đó, thì như vậy khi khách họ quay lại nó sẽ đẹp, cái móng người ta vẫn còn đẹp hơn ha. Rồi sau đó là đây là cái thành phẩm mà sau khi mình đã làm xong rồi nè, mọi người thấy không, đây là cái thành phẩm sau đó nè, rất là dễ thương. Nếu anh chị nào mà thích kênh của Tâm thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh giúp Tâm nha. Và đừng quên nhấn cái chuông bên hông để mà mình sẽ theo dõi được nhiều video mới của Tâm hơn. Tâm cảm ơn anh chị và mọi người rất nhiều đã xem video của Tâm. Thì mọi người thấy không, trong vòng tích tắc chưa tới 25 phút thì mình đã làm xong cái bộ móng cho cổ nè, mình refill, mình sơn gel, mình gắn hộp sòn và mình vẽ xong hai cái bông tuyết cho cổ luôn. Thì Tâm chỉ muốn chia sẻ tới anh chị và mọi người cái cách làm nhanh gọn lẹ để mình kiếm tiền thôi nha. Tâm cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tâm hẹn mọi người trong những video sau nha. Bye mọi người.